Đây các bạn này, nay mình chỉ các bạn khắc phục cái lỗi mà máy lạnh nó bị chảy nước nhé các bạn. Đây này. Đây, máy lạnh mình đang chảy nước ra tường quá trời. Đó. Đây, đang bị chảy nước. À. Đấy, nó chảy nước, đúng không? Đây, ướt hết nhà. Đây các bạn thấy không? Nó chảy nước rồi, ướt hết nhà luôn. Đây. Mình chỉ các bạn. Nước chảy ra nhiều lắm, nước nó không thoát được ra, nó chảy mình theo mình nghĩ là nó bị tắc cái ống ở đằng nước ra, có cái nó có cái lỗ để thoát nước ra. Giờ các bạn tắt máy đi. Này, mình tắt máy đi nhá. Tắt máy đi xong các bạn xoáy ốc tháo máy ra. Đây mình chỉ các bạn lấy thang. Nước nó chảy quá trời chảy. Lên cái thang. Đây tháo cái này ra. Đây, nước này, nước chảy quá trời này, thấy không? Đấy, nó chảy nước. Đấy. Nước đang chảy quá trời luôn. Nó nhiều nước quá. Tháo ra. Chặt đi. Để chặt quá. Cầm một tay nó hơi khó tháo. Để tháo đi. Thế mình phải dùng hai tay, mình dùng hai tay mình tháo. Thế lấy mình dùng một tay mình tháo không được là mình dùng hai tay này các bạn này, thấy nước rồi. Đấy. Nước nó chảy quá trời chảy. Đầy nước luôn, thấy không? Bây giờ các bạn này nước mà các bạn không biết khắc phục với em là nó chảy lúc đầy nhà luôn, ướt hết tường luôn. Đấy, ướt hết nhà luôn, dơ lắm. Này các bạn tháo cái bên dưới là xong rồi đúng không? Này, nước đầy. Được nước lắm. Xong bạn xoáy ốc này ra. Kiếm cái tô vít bốn cạnh, xoáy hai ốc này. Cái này dễ lắm, ai cũng thể làm được. Nhất là dịch bệnh này ấy. Đấy, nên không có thợ sửa máy lạnh ấy. Nên là mình ở nhà mình đang ngủ ấy, nước nó chảy ra ấy. Đây mình đang ngủ này. Nước nó chảy ra ngay mình phải xử lý luôn. Mình cũng bị thế này, thường thường là cũng thỉnh thoảng hay bị này lắm. Xoáy hai ốc này ra này. Rồi, các bạn tháo này ra cho mình. Tháo cái mảnh này ra luôn. Đây, nhấc cái này lên. Các bạn ở nhà đúng không? Giờ mình đang ngủ dịch bệnh này đấy mình thợ thuyền nó không đến, mình phải tự ấy luôn, mình tự chỉnh luôn. Chứ không thì nước nó chảy đầy nhà không ấy được. Không ngủ được. Đây. Các bạn thấy không? Đây cho mình quay cho các bạn coi nhé. Ở chỗ này này thẳng lên này nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ này. Đấy, nước này. Quá nhiều nước thấy không? Đấy. Tại vì do thời gian lúc mình xài ấy là cái những cái mùn cái nhớt nhớt ấy, cái nhớt nhớt ấy nó bám mà nó chặt cái lỗ này, nó tắc cái lỗ này là nó không thoát nước để dọc này là sang. Đây, có nó có hai lỗ các bạn, bên này có một lỗ này. Đây, bên này nó có một lỗ và bên này có cái lỗ nữa này. Đây, đấy, bên này nó có một cái lỗ nữa này, nó có hai lỗ các bạn, hai lỗ luôn, bên này một lỗ và bên này một lỗ. Đó. Thế hai bên để hai độ. Thì để mình kiếm cái cây. Đây các bạn nhé. Mình làm với một cái thanh sắt như này. Đây. Cái thanh sắt này bằng sắt này nhỏ này. Đó. Nó dài chừng mét ấy.
một mét đấy không? Cái đằng đầu là này, mình đằng đầu là này các bạn này, đấy mình đã bóp lại, mình cho cái rẻ ở đây được nhỏ nhỏ thôi, hoặc là cái miếng mút đấy mình bóp mà gập nó lại như này, lấy cái kìm ấy gập này lại, các bạn. Sẽ đây là bây giờ cái ống của mình thì mình lắp đây này, nó về đằng này các bạn thấy không, ống của mình về bên bên tay trái, còn có nhiều máy nó sẽ về bên tay phải tùy theo cái mức tường ấy để nước nước nó ra các bạn đấy. Nên phải có hai lỗ, bên đằng này có một lỗ này và bên này có một lỗ này, nên bên này có một lỗ nữa này. À, đây nước rất nhiều, đây một lỗ đằng này nữa này, các bạn nhìn thấy không, đây lỗ nhỏ nhỏ này đấy. Giờ mình lấy cái cây này, đây đây cái lỗ nhỏ nhỏ này mình sẽ cho cái lỗ nhỏ nhỏ này, nó có cái lỗ này mình thông rồi, thấy không, mình thông, mình quấn theo cái đường chiều này, quấn theo mình chọc mình cứ chọc, các bạn cứ chọc đây, theo cái đường lỗ này đấy, thấy không đấy, các bạn nghe tiếng nước đấy, nước có chảy đi không đó, thấy không, mình chọc cái chọc theo nó bị tắc cái lỗ này này đấy, là mình bắt đầu nó sẽ chảy nước. Uốn theo nhé, uốn theo cái đường, uốn theo để cho nó xuống này, dài ra. Đây các bạn thấy không? Cái que của mình nó dài gần 1 mét, đấy, thấy không? Mình chọc đến đây, ngập luôn. Đó. Cứ chọc vào cái lỗ này, đấy, ngập luôn, cho nó hết luôn. Đó. Bạn cái thông này, cái thông đi trong lại nó bị tắc, cái những cái lúc mình trong cái tình mình xài chừng một vài tháng là nó mới, cái lỗ này nó mới tắc này. Tắc lỗ này nó không thoát được nước đi, bắt đầu nó mới thành chảy nước ra, nó rớt nước ra đấy các bạn, một cái quay dài này các bạn thấy không, chọc hết, chọc cái chỉ có chọc cho mình như này này, cái này ai làm được hết đấy, không không cần gì thợ, mình chỉ biết tháo máy ra thôi, mình tháo máy ra là mình chỉ mình làm được, lấy cái que sắt ấy, sắt cái kẽm ấy, cái que kẽm nhỏ nhỏ ấy, ở chỗ người ta bán sắt ấy, cái quận nhỏ nhỏ, một cái quận nhỏ nhỏ bạn mua quận chừng mấy ngàn này, về buộc cái rẻ nhỏ nhỏ thôi, cái rẻ nhỏ nhỏ thôi, gập cái đầu nó lại, đấy các bạn làm mình chọc ngập đấy không, đó, đấy, đó thấy không, vậy, nhỏ nhỏ vậy các bạn thấy không, đây này, mình lấy sẵn cái đầu đây, đó, cái đây là mình làm cái mút nhỏ nhỏ này, rồi thông, thế bây giờ lắp vào xài thế thôi, đơn giản, máy nó không bị làm sao, nó chảy nước là mình xử lý thế luôn, thế các bạn không phải kêu thợ tiền gì cả. Việc này không ai người ta đến làm được. Đấy, các bạn thấy xong không? Giờ mình nắp vào thôi. Đó. Giờ mình nắp vào. Nắp vào lại chạy bình thường. Tay ấy, hơi khó thì. Giờ các bạn lại nắp vào. Rất dễ, ai cũng làm ở đấy, lắp vào các bạn khớp với nhau rồi không, mình cho cái mảnh này vào này. Cái mảnh này chừng tuần á của mình vẫn còn sạch, mình vừa rửa 2 hôm trước, tuần hay là hơn tuần gì đó, hay là 2 tuần đi đó, chỗ nào tùy theo các bạn, chỗ ở nó bụi ấy. Bỏ cái mảnh ra lau, ra rửa đi, nắp này vô. Tay nó hơi khó,
ấy, rồi cứ vỗ lại, thấy không? Thế xong các bạn thấy không? Rồi xong rồi, nước quá trời nhà rồi, đầy nước. Đấy. Xong bây giờ mình bật máy cho các bạn coi nhá. Giờ mình bật máy lên. Thế còn là mát không? Đây, các bạn cứ làm theo cái thanh này, cứ để sẵn này. Như mình ấy, mình làm sẵn cái móc này, để mình làm sẵn cái thông này mình để đây. Đấy. Đấy, mình làm theo, mình để sẵn đây này. Cần thiết đến thì mình có cái mình xử lý luôn, không phải gì cả đấy. Đấy, các bạn thấy không? Chạy mầm. À. Hơi gió nha, ào ào luôn này. Đó. Mát lại mát bình thường. Ngon lành cành đào luôn. Bạn thấy không? Đây mình đang ngủ. Thế nó nước chảy quá trời luôn, ướt hết nhà này. Nước chảy. Ướt hết nhà luôn này. Được lắm. Nhà có đồ ướt hết. Vậy nước nó chảy cũng nhiều lắm, một ngày nhiều khi thậm chí một ngày cũng cả này. Theo khi gần xô nước ấy. Đây các bạn thấy không? Quay lại bình thường. Đấy, ngon luôn. Đấy, đang chảy á. Mát rượi. Ôi, mát quá. Rồi vậy thôi, video mình đến đây mình chia sẻ cho các bạn vậy để các bạn biết, các bạn có thể tự khắc phục tại nhà luôn. Đấy, đang ngủ bình thường, không cần thợ, không cần gì, mình là phải là người thợ. Mà mình tự thấy nó vậy là mình khắc phục luôn. Chứ dịch bệnh này mà các bạn kêu một người sửa máy đến là máy lạnh đến hơi khó, tại vì cách ly mà. Đấy, chỉ thị 16 đâu có ai đi được đâu đâu. Toàn ở nhà, mà ở nhà thì mình ngủ. Mình ngủ thì phải ngủ máy lạnh, còn ngủ bình thường thì lắm. Mà nó bị như vậy mình không biết cách xử lý là coi như thua, nước chảy đầy nhà luôn. Vậy các bạn thấy video mà hay thì các bạn cho mình nút đăng ký. Đấy, với lại ấn like cho mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.